Đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng, vụ 9 người lén lút đi nhờ chuyên cơ Nguyễn Thị Kim Ngân sang Hàn Quốc có tham nhũng hay không? Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với Tin Mới Xã Hội. Đã lâu lắm rồi, người dân không thấy được sự lên tiếng chỉ trích thẳng thắn và mạnh mẽ đến từ các sai phạm của cán bộ cấp cao, các tướng lãnh trong quân đội và thậm chí là cả những vụ án tầm cỡ quốc gia bị chìm dần vào lãng quên. Thế nhưng trong mấy ngày gần đây, dư luận và khán giả cũng như toàn thể người dân mấy ngày hôm nay đã không thoát khỏi sự chấn động và bàng hoàng trước sự phanh phui, những sai phạm, những vấn đề sai sót của các quan ngành trước Đại hội đồng Quốc hội và toàn thể quân dân. Qua bài phát biểu của đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng, thấy đúng không dám nói, không dám bảo vệ, thấy sai thì bao che, tìm cách diệt khẩu, thậm chí còn ngăn lối dư luận. Bên cạnh đó, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng còn đề nghị các cơ quan thanh tra chính phủ trả lời cho cử tri được biết về vụ 9 người lén lút đi sang Hàn Quốc, 9 người đi nhờ chuyên cơ của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bỏ trốn tại Hàn Quốc. Phóng viên: có hay không tham nhũng? Đó là phần cuối của bài phát biểu của ông Lưu Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, ở bài phát biểu của ông không chỉ nêu ra một vấn đề mà ông phanh phui rất nhiều vấn đề, rất nhiều sai phạm của giới lãnh đạo Đảng Cộng sản cũng như là các quan chức cấp cao. Sau đây, Tin Mới Xã Hội kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe nguyên văn bài phát biểu của ông Lưu Bình Nhưỡng. Quý vị và các bạn đừng quên để lại ý kiến của mình phía bên dưới phần bình luận về bài phát biểu của đại biểu Lưu Bình Nhưỡng để trao đổi với chúng tôi Tin Mới Xã Hội và cùng trao đổi với mọi người được biết ý kiến của quý vị và các bạn nhé. Sau đây là bài phát biểu. Kính thưa Quốc hội, trong thực tiễn qua dư luận, báo chí và hôm nay là các báo cáo của ngành, các ngành, báo cáo thẩm tra của Ủy ban Tư pháp, thì bên cạnh những kết quả đạt được còn rất nhiều vấn đề cần phải mổ xẻ, soi xét. Cử tri đặt nhiều câu hỏi. Tôi lấy ví dụ, vì sao còn nhiều tin tố giác, tin báo tố giác tội phạm không được xem xét? Vì sao nhiều vụ việc có dấu hiệu tội phạm nhưng không được điều tra hoặc giang dần bị chìm xuồng như vụ phân bón Thuận Phong ở Đồng Nai, dù đã có kết luận hàng giả vẫn không được xem xét mặt hình sự? Vụ nhiều cháu bé ở thành phố Hồ Chí Minh bị xâm hại tình dục, gia đình kêu cứu mãi mà không thấu. Vì sao vụ một miếng đất 4 sổ đỏ tại Thanh Hóa lại không khởi tố các cán bộ công chức tiếp tay cho lừa đảo? Vì sao dư luận chắc chắn việc có sĩ quan công an trộm cắp tiền tỷ ở phòng xuất nhập cảnh tỉnh Thanh Hóa, công an Thanh Hóa, mà các cơ quan thông tin đến vậy của Quốc hội lại không có việc xảy ra, trong khi người dân chỉ phát biểu mấy câu trong khi họp chi bộ về việc giải phóng mặt bằng ở Sầm Sơn mà khởi tố tội gây rối trật tự công cộng? Vì sao vụ bác sĩ Hồng Công Lương liên tục thay đổi tội danh, hết tội này sang tội khác? Vì sao các nhà khoa học khẳng định có khuất tất trong đánh giá nguyên nhân gây tử vong 9 mạng người? Vì sao gia đình nạn nhân xin cho bác sĩ Hoàng Công Lương? Vì sao có việc chiếm đoạt vật chứng hơn 500 khối gỗ chắc và bán rẻ vội vàng khi nó không phải là vật rẻ tiền máu hỏng? Vì sao phải dựa vào kết luận giám định trái pháp luật để kết tội ông Liệu Bà Dung trong vụ án buôn lậu, khi mà C46 bảo không có hành vi phạm tội, còn C44 với những nhân tố chủ mưu vụ bán gỗ thì kết luận bằng được? Vì sao thẩm phán Tòa án Nhân dân huyện Thừa và thẩm phán Tòa án Nhân dân tỉnh Long An bổ sung hai loại tài sản sau khi xét xử và bản án một cách trái pháp luật, từ đó làm tan nát một doanh nghiệp lớn, rồi sau đó chấp hành viên thi hành án cưa cắt biến các máy móc thành đống sắt vụn, đến nay không bị xem xét khởi tố? Viện kiểm sát thì cho rằng không có cơ sở kháng nghị. Vì sao vụ tranh chấp của công ty Đông Á tỉnh Thanh Hóa, vụ đòi nhà 15A Thuốc Bắc Hà Nội, các cơ quan tòa án kiểm sát xoay đèn tố tụng đến mức chóng mặt, để nay xử thế này, mai kháng nghị xử như thế kia, vân vân. Hôm nay nghe báo cáo của các cơ quan trình Quốc hội, tôi xin chia sẻ với những vất vả khó khăn của các cơ quan đó. Mong rằng các hạn chế khó khăn sớm được tháo gỡ để các cơ quan hoàn thành nhiệm vụ. Theo tôi, có hai điểm cần quan tâm lớn nhất, đó là biên chế và chất lượng cán bộ của các cơ quan hoạt động tư pháp. Trước đây cũng xin báo cáo Quốc hội là Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp bàn về các cái đề triển ấy, thì dự kiến năm 2020 là ngành tòa án có khoảng 22.000 biên chế và ngành kiểm sát khoảng 25.000 biên chế. Nhưng đến ngày hôm nay cũng chưa đạt được mục tiêu này, thì tôi cho rằng đây cũng là một trong vấn đề chúng ta cần phải xem xét. Qua nghiên cứu, tôi cho rằng trong dãy dài các hoạt động tư pháp có nổi lên một yếu huyệt mà hiện nay có thể đang bị khuyết tật, cần phải chữa trị.
đó chính là vị trí, vai trò và bản lĩnh của ngành kiểm sát nhân dân. Theo hiến pháp pháp luật, Viện sát nhân dân được giao hai chức năng tối quan trọng là thực hành quyền công tố và kiểm soát hoạt động tư pháp. Về lý luận và thực tiễn cho thấy, nhà nước đang đặt hai trọng trách như hai trái núi lên vai ngành kiểm sát, trong khi Tòa án nhân dân mới là cơ quan nắm quyền lực tư pháp. Nhiều cử tri trao đổi rằng, đã thế người đứng đầu ngành kiểm sát nhân dân còn chịu sự lép vế trong sắp xếp bố trí nhân sự. Ở địa phương, Viện trưởng Kiểm sát nhân dân và Chánh án Tòa án nhân dân rất khó có chân trong Ban Thường vụ. Ở Trung ương, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao chỉ là ủy viên Trung ương, trong khi đó người đứng đầu hệ thống mà Viện Kiểm sát nhân dân thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp là ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương. Do đó việc phối hợp đã khó khăn năm sáu thì việc kiểm sát là gấp bội phần. Nếu đây là một nguyên nhân làm cho Viện Kiểm sát nhân dân yếu đuối thì đề nghị Quốc hội, các cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo nghiên cứu để cải thiện để ngành kiểm sát nhân dân có thêm điều kiện thực thi nhiệm vụ. Tôi không đổ lỗi mọi lý do hạn chế yếu kém trong điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án cho cơ quan kiểm sát nhân dân, nhưng công bằng mà nói, không thể không nói đến trách nhiệm của ngành kiểm sát nhân dân và các viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân. Vì xét cho cùng, nếu có phẩm chất, có bản lĩnh chính trị pháp lý vững vàng thì vẫn có thể vượt qua cửa ải khó khăn để gìn giữ và nâng cao vị thế bằng công việc, tâm lực của mình, không thể đổ lỗi cho khách quan, nhất là trong bối cảnh nhà nước ta là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Yếu tố chủ quan mới là có tính quyết định. Nếu cứ như tình trạng hiện nay, cử tri đánh giá hoạt động của Viện Kiểm sát Nhân dân chưa ngang tầm nhiệm vụ được giao, có thể nói rằng vị thế của ngành Kiểm sát Nhân dân hiện nay giảm sút nhiều so với những năm trước đây. Vì thế, phải thẳng thắn nhìn vào sự thật, nhận diện và quyết tâm hơn, theo tôi cần phải lưu ý hai vấn đề. Một, trong thực hành quyền công tố, Viện Kiểm sát Nhân dân cần quyết tâm tránh trở thành khớp nối trung chuyển cho oan sai, bức cung, nhục hình, bỏ lọt tội phạm, phải truy tố đúng người, đúng tội, không dễ dãi xây dựng cáo trạng truy tố trên cơ sở các kết luận điều tra trái pháp luật, thiếu tin cậy, cần phúc nghiêm túc để thể hiện được quyền lực công tố của nhà nước, tránh tình trạng hạ thấp chất lượng, chịu rắc rối, lép vế trong quá trình tranh tụng hoặc tha bổng cho các vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp. 2. Trong công tác kiểm soát hoạt động tư pháp, ngành kiểm sát nhân dân cần quyết liệt xem xét xử lý theo thẩm quyền, kể cả sử dụng quyền điều tra để tiến hành xử lý tội phạm đối với cán bộ nhân viên hoạt động tư pháp, không nên đẩy các sai phạm đó về cho các cơ quan xử lý nội bộ theo kiểu dĩ hòa vi quý. Nếu chỉ cần đó, Viện Kiểm sát nhân dân sẽ xứng đáng là khớp nối an toàn và hiệu quả của chuỗi các hoạt động tư pháp. Nhân đây tôi đề nghị Chính phủ, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao thông tin cho cử tri được biết vì sao đã có kết luận của Thanh tra Chính phủ và Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đã vào cuộc vụ tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng là vụ AVG. Trong đó nêu rất rõ sai phạm nghiêm trọng của một số cán bộ cao cấp Bộ Công an, cho rằng không có những hoạt động thái đó thì vụ AVG sẽ không thể được hoàn tất. Mà nay không có bất kỳ thông tin nào về xử lý các sai phạm đó, đề nghị cho biết trách nhiệm của Chính phủ, của Viện Kiểm sát tối cao đối với vụ việc nêu trên. 2. Về việc 9 người lén lút đi sang Hàn Quốc có hay không có tham nhũng, đề nghị cơ quan thanh tra Chính phủ trả lời cho cử tri được biết. Xin cảm ơn Quốc hội. Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng bày tỏ cảm xúc trước sự xuống cấp về đạo đức xã hội, những kẽ hở trong xử lý vi phạm, đặc biệt là với đối với nhiều cán bộ, họ sẵn sàng lợi dụng kẽ hở này để hy sinh đời bố, củng cố đời con. Vào ngày 30 tháng 10 năm 2019, Quốc hội bắt đầu 2 ngày làm việc tại hội trường vào ngày 30 và ngày 31 tháng 10, thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ngân sách nhà nước năm 2019, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự đoán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2020. Phát biểu tại đây, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng, đoàn Bến Tre bày tỏ sự tán thành nhiều nội dung báo cáo của Chính phủ, báo cáo ý kiến cử tri của Mặt trận Tổ quốc và báo cáo thẩm tra. Tuy nhiên, ông Nhưỡng vẫn bày tỏ ra băn khoăn về một số điều trong báo cáo, đặc biệt là về vấn đề đạo đức cán bộ xã hội. Mở đầu bài phát biểu của mình, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng đã xin phép Quốc hội gửi tới các gia đình nạn nhân của nạn buôn người ở Anh lời chia buồn sâu sắc. Ông mong gia đình không nên tin tưởng giao số phận tiền bạc cho bạn buôn người. Sau đó, ông Nhưỡng đi vào bài phát biểu của mình. Hiện nay, bên cạnh màu hồng của nền kinh tế xã hội qua bao tầng đèn nhuốm phủ,
Rồi ông kể ra hàng loạt các ví dụ về vi phạm pháp luật, xuống cấp đạo đức xã hội, tình trạng xâm hại tình dục, không từ già, không từ trẻ. Tình trạng ném lợn chết dịch xuống sông, ở đầu nguồn, không cần biết đến người ở cuối nguồn. Tình trạng đổ dầu thải ảnh hưởng đến nguồn nước, độc hại hàng vạn dân thủ đô. Tình trạng rắc tâm giật dự án của công ty này cho công ty khác. Việc bảo kê cho các doanh nghiệp của người khác vi phạm ra các văn bản của các cấp chính quyền để quyết diệt các doanh nghiệp khác. Việc thu hồi đất của dân bất chấp các biện pháp khi chưa được phê duyệt quy định quy hoạch, chưa được tái định cư, chưa hỗ trợ giải phóng mặt bằng, thậm chí nhiều trường hợp để cỏ mọc hàng chục năm, để hàng trăm hộ dân bơ vơ. Việc rút ruột công trình lập quỹ đen, sử dụng xe công bừa bãi, hàng trăm cán bộ vướng vào gian lận điểm thi chỉ vì muốn con em mình, gia đình mình ở đẳng cấp trên, loại trừ hàng trăm người dân ra khỏi cơ hội của cuộc đời. Tình trạng làm điêu báo cáo hay là tô rồng vẽ phượng còn rất nhiều. Hàng nghìn kẻ mạo danh hồ sơ để chiếm đoạt bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, trục lợi ích chính sách. Liệt sĩ giả, thương binh giả, anh hùng giả, bằng giả, thương hiệu giả, giả sư, thuốc giả, rất nhiều thứ đều là giả. Nói xong, ông bắt đầu nhìn nhận vào vấn đề. Chúng tôi thấy vấn đề bên ngoài là sự vi phạm pháp luật, bên trong đúng với báo cáo của mình, của chính phủ, mà tôi rất đồng tình, đó là sự vi phạm đạo đức. Đạo đức chính là cốt lõi, là bội bề, bội rễ, vô đạo, vô lương, là nguồn gốc để tả lòng tham. Còn về phần hèn nhát, thấy đúng mà không dám nói, không dám bảo vệ, thấy sai thì bao che, tìm cách diệt khẩu, thậm chí là còn ngăn lối dư luận. Không dám khẳng định, nhưng tin rằng các ông tướng tá bị xử thời gian qua đều có việc kiểm điểm rất chính đáng. Có lẽ rất nhiều cán bộ xấu xa đang lẩn khuất trong các cơ quan đơn vị, tìm ra tình trạng mất lòng tin của người dân, lừa bịt bưng bít thông tin để gửi đến người dân. Ông Nhưỡng cho rằng đây là một căn bệnh ung thư di căn cứ về nhân cách của chúng ta, dứt khoát phải được loại bỏ ra khỏi xã hội theo đúng quy định của pháp luật và nhà nước. Chúng ta không thể lo bỏ những biện pháp thông thường mà cần phải quyết liệt. Tôi nghĩ vấn đề cần phải tăng cường, đảm bảo, kiên trì hiện nay là không ăn thua. Chúng ta cần phải có một thái độ quyết liệt hơn, thực tế hơn. Đó là phải kiên quyết cắt bỏ nó khỏi cơ thể. Đó là phát biểu của ông Nhưỡng. Vị đại biểu đoàn Bến Tre cho biết, cử tri rất bức xúc về tình trạng giơ cao đánh khẽ với cán bộ sai phạm nghiêm trọng đường lối và chính sách pháp luật thời gian qua. Cách xử lý như kiểu là tặng quà cho các cán bộ sai phạm đã tạo ra sự bất công. Và cũng chính vì thế mà không buộc kẻ xấu phải sám hối, tu nhân sửa mình. Ngược lại, họ sẵn sàng hy sinh đời bố để củng cố đời con. Ông Nhưỡng bức xúc. Cuối cùng, ông bày tỏ mong muốn Quốc hội phải tăng cường giám sát tối cao về hoạt động giám sát các cơ quan để chúng ta thực hiện tốt đường lối để cho người dân noi theo. Và trên là những câu nói cực kỳ thẳng thắn của ông Lưu Bình Nhưỡng gửi đến cán bộ. Và thông tin trên cũng đã kết thúc bản tin thời sự của chúng tôi. Chúng tôi cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn theo dõi, đồng hành và ủng hộ chương trình của chúng tôi. Chúng tôi luôn cố gắng tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất để gửi đến quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đừng quên bấm nút đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ phía chúng tôi. Chúng tôi xin thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin tiếp theo. Chúc quý vị và các bạn bình an, sức khỏe.